Kính thưa quý đồng hương, tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân, đang tranh cử vào chức vụ thị trưởng Garden Grove. Vấn đề chi phiếu trong cuộc bầu cử này sẽ rất là nghiêm trọng và cộng đồng có thể mất cơ hội có tiếng nói trong chức vụ quan trọng này trong khu vực Little Saigon. Kính mong quý đồng hương hãy chọn người có nhiều thành tích nhất, lâu năm nhất và xứng đáng nhất để đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của cộng đồng. Hãy chọn Lân Nguyễn For Mayor. Thông báo này được bảo trợ bởi Lân Nguyễn For Mayor 2024. Xin giới thiệu đến quý vị trung tâm nha khoa Smile Again Dental Center, vừa được tân trang rộng rãi hơn, là nơi được sự tin tưởng của quý đồng hương trong suốt thời gian qua. Với phòng lab hiện đại làm răng ngay tại chỗ, đội ngũ nha sĩ là giảng viên tại các đại học danh tiếng, Smile Again chuyên về cấy răng implant, răng sứ thẩm mỹ, niềng răng, nha khoa tổng quát, đặc biệt implant toàn hàm All-on-4, All-on-6, nhận các loại bảo hiểm PPO, Medical, Activa, Level Care, có giá ưu đãi và tham khảo miễn phí cho quý vị không có bảo hiểm. Smile Again Dental Center, địa điểm duy nhất ngay góc đường Magnolia và Harvard, điện thoại 714-248-9883, 714-248-9883. Vâng, thưa với lại quý vị, chúng tôi đã được báo cáo là một số những cái bản quảng cáo, bản tranh cử của anh Ngô Đình Lượng đã bị người ta gọi là người ta vandalize, là người ta bôi bẩn, phá hoại đó thưa quý vị. Thì một trong những cái bảng đó là cái bảng gắn ở chùa, ở ngay góc ngã tư của đường Magnolia với lại đường Hazard. Thì đây là chúng tôi đang chạy tới đó để mà chúng tôi xem coi như là cái báo cáo của người dân như thế nào thưa quý vị. Tại vì hiện giờ là rất là nhiều bảng của anh Ngô Đình Lượng, bản tranh cử của anh Ngô Đình Lượng nó bị phá hoại, và đặc biệt là cái băng đảng của ông Chí Charlie Nguyễn và Mark Nguyễn đó thưa quý vị, là đã tấn công anh Ngô Đình Lượng, và anh Ngô Đình Lượng cũng đã báo cáo cái chuyện này với lại cảnh sát và FBI rồi thưa quý vị. Để đây chúng tôi cho quý vị coi ở đây, cái này mình gọi là nhân chứng vật chứng đàng hoàng nha quý vị nha. Đây thưa quý vị, chúng tôi đã có mặt ở ngay chùa. Đây gọi là chùa gì đây ha? Đây. Giờ cho mọi người coi. Ở đây chúng tôi không biết đây là gọi chùa gì. Nhưng mà không thấy không có tên. Là 14471 ở đường Haza. Đây thưa quý vị, cái góc ngã tư là đường, đây là đường Haza và đường là đường Titus thưa quý vị, Haza và Titus. Nó góc gần cái ngã tư lớn gần nhất là Magnolia với là đường Haza quý vị nha. Và đây, chúng tôi có thể thấy được có sự hiện diện của anh Ngô Đình Lượng ở đây. Đây thưa quý vị, cạnh cái bảng của ông Chí Tà không bị gì hết, thì đây bảng của anh Joseph Ngô bị người ta cố tình xịt sơn phá hoại thưa quý vị. Đây quý vị thấy không đó, wow. Và đây quý vị thấy rõ ràng là Chí Charlie Nguyễn và Mark Nguyễn là không có bị cái gì hết, hình ảnh vẫn ok, có nghĩa là cái đám phá hoại này nó chỉ có gọi là tập trung vô phá hoại cái bảng của anh Ngô Đình Lượng. Và thưa quý vị, chúng tôi sẵn đây, chúng tôi cũng muốn hỏi cái ý kiến của anh Ngô Đình Lượng. Hello anh, hiện nay chúng tôi thấy là có rất là nhiều bảng mà anh treo lên, gần như là đa số các bảng của anh treo lên ở gần như khắp các ngã tư ở trong khu vực thành phố Westminster đều bị phá hoại giống như thế này. Có lúc thì xịt sơn đen, có lúc thì xịt sơn đỏ, và có nhiều lúc là lấy bút và vẽ mặt vẽ mày cho anh luôn. Thì anh có cái phát biểu gì thưa anh? Thì quý vị biết rồi đó, chúng tôi là người đối thủ của chúng tôi là ai, là quý vị đã biết là Mark Nguyễn là đối thủ của chúng tôi, giống như là ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí, ông ấy cũng ông đang vận động cho người em của ông ấy. Và như quý vị biết là trong suốt một tuần vừa qua đó, chúng quý vị đã thấy là những cái nhóm của bà Nhật Linh, bà Đào, bà rồi những người mà bên cạnh ông ta là ông Ngọc Hồi hoặc là Tony và những người này người kia bên cái nhóm của ông ta đã, hay là ông Long Nguyễn, là những người mà đã lên tiếng và đe dọa chúng tôi trong cái những ngày vừa qua. Thì chúng tôi đã thấy được rồi, những cái bảng của chúng tôi đã bị xịt màu đen và
có những cái chỗ nó xịt màu màu đỏ nữa cơ. Cho nên chúng tôi cảm thấy cái đó là một cái vấn đề mà rất là bị ổi và bẩn thỉu, mà do ông Nguyễn Mạnh Trí cũng như là ông Móc Nguyễn đã đưa những người cùng trong những cái vận động tranh cử của ông ta đi phá hoại các cái bảng của chúng tôi, và nhất là tìm đến tiệm của chúng tôi để mà phá hoại những cái xe của nhà quan, và cũng giống như là họ đã tìm mọi cách để và đi theo chúng tôi đến tận nhà thờ để mà phá cái xe để làm cản trở cái việc mà lo đám tang cho những đám tang trong cái ngày thứ bảy vừa qua. Và đó là những cái mà chúng tôi thấy rất là buồn, là do vấn đề mà ông Chí Charlie Nguyễn cũng như là ông Mark Nguyễn đã dùng những cái người mà rất là bị ổi, thủ đoạn độc ác giống như cái vấn đề mà băng đảng mà tội phạm mafia đại khái như vậy. Nó giống rồi chúng tôi cảm thấy là một cái đất nước dân chủ mà đi cầm loa thứ hai vừa qua đó, họ ra họ phá, họ làm những cái chuyện mà rất là bị ổi, giống như là một cái đất nước cộng sản hoặc là một cái gì đó. Chúng tôi cảm thấy họ đến tấn công do cho thằng Huy Đức đến, xong rồi thằng Quốc Tuấn, Trương Quốc Tuấn thì cầm loa nói tào lao đưa vào mặt chúng tôi, rồi đến ngày hôm rồi mà bà Nhật Linh cũng mang cái loa ra để như vậy. Chúng tôi cảm thấy rất là bị ổi. Đâu phải nếu mà quý vị muốn thì quý vị có thể muốn họp báo hay là cái gì cũng được, chứ vấn đề mà vẫn tranh cử quý vị phải dùng đúng cái luật của tự do ngôn luận báo chí, nhưng mà các quý vị cũng phải biết cách để mà làm sao cho nó đúng. Chứ vậy quý vị đến quý vị harass hay là attack người khác giống như một cái vấn đề khủng bố người khác như vậy đó. Chúng tôi đã cho FBI biết là vấn đề thứ hai quý vị đã đến dùng âm thanh để khủng bố chúng tôi, và thứ ba, thứ tư vừa qua chúng tôi đã ra thành phố, chúng tôi đã nói lên hết tất cả những vấn đề của ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí đã dùng thủ đoạn để mà lừa gạt dân ở bên Seattle, và cái vấn đề mà lừa người dân để mà và trong cái vấn đề mà dự luật 5.2 của thành phố Westminster lúc và vote vào ngày 9 tháng 11 vừa qua, và kế đến là cái vấn đề mà hội WCF đã cho bà Nhật Linh đã dùng cái hội WCF để mà nhận gieo tiền rửa tiền. Đó là như vậy, bà ta đã nhận rất là nhiều tiền mà chỉ đưa lại cho thành phố có 800 đồng. Như vậy chúng tôi thấy đó là những cái mà ông Nguyễn Mạnh Trí đã lừa bịp, đã dùng bà Nhật Linh để mà trá hình, để mà chuyển tất cả những tiền của thành phố về tay của ông ta qua tất cả mọi hình thức, là ký cho hội cao niên Á Mỹ, rồi gieo tiền cho bà Nhật Linh, rồi làm tất cả những cái chuyện bậy bạ mà ông ta đã làm. Và chúng tôi đã rồi đến ngày hôm thứ bảy vừa qua thì ông ta đã cho nhân lực của ông, người từ của ông là những cái tay đến để mà cắt cái những cái bánh xe của những cái xe nhà quản của chúng tôi, và theo chúng tôi đến tận nhà thờ như vậy. Một đó là một cái cách tấn công, vấn đề đó là rất là, như quý vị thấy, đó là một cái thủ đoạn khủng bố tinh thần, khủng bố cái vấn đề business thương mại của chúng tôi, khủng bố tại vì đó họ đã cố tình họ làm như thế vậy. Đó giống như quý vị thấy đó là cái vụ 9/11 đó, họ đã dùng với lưỡi dao razor knife đó để khủng bố những người trên máy bay và cướp máy bay và giết hại những người đó trong những 9/11 như thế nào. Thì cái này đó, ông Nguyễn Mạnh Trí và ông Mark Nguyễn đã dùng những cái người đó để mà đến hủy hoại tất cả những cái xe nhà quản chúng tôi, để mà khủng bố chúng tôi, không cho chúng tôi làm những cái đám tang trong cuối tuần vừa qua và ra tới tận nhà thờ. Do vậy đó chúng tôi đã làm một cái report cho cảnh sát, chúng tôi đã gọi security của nhà thờ và họ đã tìm ra được thủ phạm, và chúng tôi đã báo cho FBI vào buổi sáng ngày hôm nay, và là chúng tôi đã đưa tất cả những cái chi tiết mà chúng tôi đã nói trong buổi họp, cũng như là những cái sinh hoạt mà trong cái tuần vừa qua chúng tôi đã bị cái nhóm của ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí và ông Mark Nguyễn đã thủ đoạn để mà khủng bố chúng tôi, từ âm thanh cho đến dùng razor knife để mà cắt những cái bánh xe của chúng tôi, cho đến những cái vấn đề mà làm những cái công việc. Như quý vị thấy,
chúng họ đã dùng thủ đoạn như vậy và họ đã để chúng tôi đã biết là ngày hôm nay họ cũng sẽ làm những thủ đoạn đó cho ông Ngọc Hồi. Ông đã tuyên bố ở trên đài của Ngọc Hiền là ông ta sẽ đến, ông ta sẽ đánh Nam Quang, rồi đánh những người này, đánh những người kia. Đó là những cái mà chúng tôi đã nghe được. Và tại vì cái buổi ngày hôm nay là vấn đề về Mobile Home mà do ông Nam Quang và bà Amy tổ chức thì chúng tôi không có trách nhiệm trong vấn đề đó, nhưng mà chúng tôi cũng đã vận động quý vị đến để mà nghe ông Nam Quang và Amy trình bày một cái cách rất cụ thể. Và chúng tôi đã thấy là có cả ông Hưng Bùi đã trình bày rất là rõ về vấn đề mà Mobile Home nó diễn ra như thế nào và có thể cứu chữa cái vấn đề đó cho đồng bào của chúng ta hay không. Thì cái đó là CD đã nói thẳng với ông Hưng Bùi là chúng ta có thể đưa những cái Mobile Home ra khỏi những cái chương trình đó. Đó là những cái mà chúng tôi thấy, những cái là ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí và Kimberly Hồ và ông Carlos Menzo họ có thể làm được những vấn đề đó, nhưng mà không làm và họ còn đi bịt miệng ông Nam Quang và bà Amy, rồi họ tấn công những người đó như thế vậy. Đó là những cái mà chúng tôi cảm thấy rất là buồn. Và bây giờ chúng ta thấy đó một lần nữa đó, những hình ảnh của chúng tôi đâu có làm hại tất cả những người khác về vấn đề mà treo những cái bảng như thế nào đâu. Mà đến ngày hôm nay chúng tôi thấy tất cả những cái bảng của chúng tôi, hầu hết là 80% các số bảng của chúng tôi đều bị xịt sơn màu đen và sơn màu đỏ. Đó là những cái mà thủ đoạn mà chính trị như thế vậy sao quý vị? Đó, ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí và ông Mark Nguyễn là những người mà đứng đằng sau những cái thủ đoạn. Đó, quý vị thấy đây, ông Mark Nguyễn và ông Charlie Nguyễn đã làm quảng cáo ở ngay cạnh chúng tôi đây. Chúng tôi đâu có xịt sơn hay là chúng tôi làm bất cứ những cái chuyện gì. Nhưng họ đã dùng những cái thủ đoạn rất là bị ổi mà để mà coi như là phá hoại những cái đức biểu ngữ và tranh cử của chúng tôi. Mark Nguyễn ơi, Mark Nguyễn, mày tranh cử mày dùng thủ đoạn như vậy, Mark Nguyễn, Mark Nguyễn, mày phải biết luật chứ, mày là kỹ sư, mày sống ở Mỹ rồi, mày làm cho sở rác sở vệ sinh mày cũng phải biết chứ, mày làm sở vệ sinh mà mày không biết giữ vệ sinh mà mày còn đi làm bẩn như vậy làm sao? Thưa quý vị, theo chúng tôi ra cái bảng của chúng tôi ở trước quán mì gõ tại trên đường Bôn Sa với gần bắc một chút so ngay đây. Đây là những cái bảng của chúng tôi đây, chúng tôi cắm ngay cạnh ông Nguyễn Quốc Lân. Mà ông Nguyễn Quốc Lân, bảng của ông Nguyễn Quốc Lân thì không ai phá hoại hết, mà bây giờ trong cái bảng của chúng tôi họ đã xịt màu đỏ lên mặt của chúng tôi như thế này. Đó là những cái mà quý vị thấy. Những cái màu đỏ này giống y chang cái hình cái kiểu mà vẽ của bà Nhật Linh ở trên mấy cái chương trình mà đúng rồi, của bà đúng ta rồi. Bà ta hay bôi nhọ đỏ rồi làm cái lưỡi đỏ này kia tùm lum trên mặt cũng vậy nhé. Chúng tôi nghĩ đây là một cái tác giả của cái nhóm mà vận động cho ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí là bà Nhật Linh cũng như là cái đám đó. Và đó là những cái mà chúng tôi thấy đó, đối thủ của chúng tôi là ông Mark Nguyễn đã dùng những người mà mất dạy như thế vậy đó để mà đi phá hoại cái campaign của chúng tôi, cái vấn đề tranh cử của chúng tôi. Chúng tôi đã không hề đụng tới ông Mark Nguyễn, nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi phải lên tiếng là ông Mark Nguyễn đã dùng thủ đoạn bỉ ổi và ông ta đã theo cái chuyến chiến thuật của ông anh của ông ta là tìm mọi cách bỉ ổi để mà phá hoại chúng tôi, để thắng chúng tôi, để mà rồi đưa anh em ông vào để mà tìm mọi cách để mà hối lộ ăn tiền của tất cả những người dân hoặc là trên xương máu của những người dân của chúng ta mà chúng ta đang sống ở thành phố Washington này. Và ông ta đã đem lại cho cái thành phố chúng ta rất là nhiều những cái mà quý vị đã thấy trong những cái buổi họp vừa qua. Ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí, ông ta chỉ gõ búa và làm những cái chuyện rất là bị lỗi đối với những người dân của chúng ta mà ông ta không quan tâm gì hết. Và bây giờ đó quý vị thấy đó, đây là cái hình ảnh mà ông Charlie và ông Mark Nguyễn đã đến để mà phá hoại cho người đến để phá hoại những cái bảng tranh cử của chúng tôi. Đó là những cái mà chúng tôi cần nêu lên cho quý vị thấy. Cả mùa của tranh cử chúng tôi không hề đụng đến ông Mark Nguyễn, nhưng mà đến ngày hôm nay chúng tôi phải lên tiếng là ông Mark Nguyễn và ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí đã dùng những tay côn đồ, những tay mà
xì ke ma túy đến để mà phá hoại chúng tôi. Như quý vị thấy là trong cái băng đó có ông Ngọc Hồi và Tony Lê là những người Tây như vậy, đã là những người mà chúng tôi đang tình nghi và chúng tôi đã đưa cho cảnh sát biết. Và sáng ngày hôm nay thì chúng ta đã bắt được ông Ngọc Hồi, là vấn đề mà ông ta đã đe dọa ngày hôm qua đánh Nam Quang, và hôm nay ông ta đánh lại, không đánh Nam Quang mà ông ta đánh ông Ngô Kỷ, và ông ta đã bị bắt trong ngày hôm nay. Và chúng tôi còn một cái người nữa, đó là bên an ninh của nhà thờ Kiếng cho biết họ sẽ bắt ông kế tiếp, có thể là ông Tony, vì vấn đề mà ông ta đã đi rạch bánh xe của chúng tôi, và chúng tôi đã báo cho cảnh sát và cho FBI biết, và có thể ngày thứ hai họ sẽ đến thành phố Westminster và làm việc. Hy vọng là họ sẽ bắt ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí trong vòng ngày thứ hai. Anh có cái lời cuối cùng nào cho gửi đến ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, là cái người mà đứng đầu thành phố mà tại sao lại tiếp tay cho những cái việc làm mà nó sai trái như thế này, anh, giống như khủng bố vậy? Thì đó là những cái mà chúng tôi đã thưa với cái cảnh sát FBI, là những cái vấn đề về vấn đề mà những người mà chống cảnh sát chống khủng bố đó, là chúng tôi về thưa với cảnh sát chống khủng bố là ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã dùng rất nhiều những thủ đoạn. Và chúng tôi đang theo chân của anh Joseph Ngô, là anh Ngô Đình Lượng, ứng cử viên của đại học số 3, thưa quý vị, để quý vị coi tận mắt, nhìn tận tay luôn, nhìn tận mắt, sờ tận tay luôn. Đây, ở ngay góc ngã tư đường Newland với đường Bosa nha quý vị nha, đường Bosa và đường Newland. Đó. Đây. Đi đã sơn như vậy đó, đang móc Nguyễn ơi, móc Nguyễn. Mày tranh cử, mày dùng thủ đoạn như vậy móc Nguyễn. Đó, móc Nguyễn, mày phải biết luật chứ, mày là kỹ sư, mày sống ở Mỹ rồi, mày làm cho sở giác, sở vệ sinh, mày cũng phải biết chứ. Mày làm sở vệ sinh mà mày không biết giữ vệ sinh mà mày còn đi làm bẩn như vậy làm sao, đúng không? Mấy anh em của mày làm cái chuyện tào lao, rùi bu không, hai anh em mày đó là giờ về sở vệ sinh mà làm không xong việc đó, làm sao mà tranh nữa. Nó Charlie Nguyễn Mạnh Chí từ chức đi, rồi rút lui khỏi tranh vấn đề mà sở giác, sở gì nữa. Tham nhũng, tham ô, rồi làm những cái chuyện bẩn thỉu đó. Cái bây giờ thằng anh mày, thằng Móc Nguyễn mày cũng vậy, đứa tào lao đó, mày cho người đi mà vẽ rồi phá hoại ta như thế vậy, làm bẩn từ cái khuôn mặt của chúng tôi như thế vậy đó. Đó, chúng có phải là gọi là khủng bố không? Đó, chúng tôi đã báo cho cảnh sát FBI của chính phủ biết là vấn đề là Móc Nguyễn đã cho người đi làm khủng bố chúng tôi, làm tất cả những cái gì mà nó có làm gây ảnh hưởng đến, làm cho chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi không có sợ đâu Móc ơi, mày đừng có làm những cái chuyện tào lao nữa, biết không? Nếu mà mày đã phạm pháp đó, thì mày ra mày nhận tội, rồi thằng anh mày nữa, thằng Nguyễn Mạnh Chí nó ra nhận tội đi, đừng có làm những cái chuyện đuổi bu tào lao hết, rồi xong rồi đi phá hoại chúng tôi như thế vậy, đưa những người dân vào những cái thế mà bị kẹt. Đừng có theo cái chương trình của con Kim Bôi Lưu Hồ hay là Carlos Manzo. Carlos Manzo cũng đã từng nhận tiền của Hoàng Kiều để làm những cái chuyện đuổi bu, để mà phá hoại người dân Việt Nam chúng ta ở đây. Chúng tôi là những người mà đã bảo vệ quý vị, mà bây giờ quý vị cần hùa theo thằng Carlos Manzo để mà làm những cái chuyện phá hoại cộng đồng Việt Nam, những người dân ở trong bản xứ này. Chúng tôi, thằng Carlos Manzo nó chẳng làm được cái gì hết, chứ nó muốn đưa những người mà bất hợp pháp vào thành phố này. Và bây giờ đó, thằng Móc Nguyễn, mày ra mày tranh cử, mày cũng làm những cái chuyện rùi bu, chuyện tào lao như thế, mà bẩn thỉu như thế vậy. Mày làm sao mà mày là director của cái sở vệ sinh được, cũng hay thiệt đấy chứ. Tao cũng nghĩ là mày chỉ có làm mày ở nhà, mày không biết mày có clean up được cái nhà của mày không nữa, mà mày làm những cái chuyện rùi bu như thế vậy, Móc Nguyễn. Cho nên thôi mày cố gắng, tao nghĩ là mày rút lui, hoặc là mày làm những cái chuyện nào đó cho nó đàng hoàng đi. Nhất là bây giờ đó, đừng có theo thằng Charlie Nguyễn để làm những cái chuyện bẩn thỉu nữa. Con cháu của mày, con của mày nó sẽ theo mày mà nó như thế nào, vợ mày nó nghĩ mày như thế nào. Ta thấy là thực sự ra đó, tao đã từng làm cho gia đình mày 4 cái đám tang rồi. Tao cũng biết là vấn đề gia đình của Nguyễn Mạnh Chí như thế nào, tất cả mọi cái như thế nào. Lúc đầu tao cũng rất là ủng hộ và giúp cho Nguyễn Mạnh Chí, nhưng mà chúng tôi cả về sau này tao thấy là cái vấn đề mà Nguyễn Mạnh Chí càng ngày càng bẩn thỉu, ăn hối lộ, làm những cái chuyện bậy bạ hết. Tôi làm như vậy thì đâu có được đâu. Mà khi trước khi mày ra tranh cử, nó là tao là bà cho bà Mai Hiên cũng đã gọi cho tao và nói là mày có lượng có ra tranh cử không. Tôi đã nói rõ ràng là tôi đã ra tranh cử rồi, cuối cùng
Mai Hiên đã đưa mày ra để mà phá hoại. Và bây giờ đó, mày đã theo cái thủ đoạn mà của Charlie Nguyễn Mạnh Chí làm những chuyện bậy bạ như thế vậy. Ta thấy là rất là bẩn thỉu. Và ta nghĩ là bây giờ đó, tụi mày nên phải xin lỗi tất cả cộng đồng, xin lỗi tất cả mọi người để mà sống tốt và làm sao đó trong gia đình mày. Tao thấy mày có mấy đứa con nhỏ, mày phải sống làm sao đó để cho con mày nó noi gương, chứ đừng có làm những cái chuyện rùi bu theo thằng cho Linh Nguyễn Mạnh Chí làm chuyện bậy bạ rồi vô tù ngồi đó. Thì đó là một cái vấn đề mà rất là bẩn thỉu và xấu xa cho gia đình của tụi mày. Ok, nhìn cái vấn đề tụi mày làm này, đúng không? Đó, tao gỡ cái kiếng chiêu yêu là vấn đề là để chống cái vấn đề mà nó đụng độ vấn đề tôn giáo, chứ không phải là ta gỡ kiếng chiêu yêu để phá hoại tụi bay. Nhưng mà cái vấn đề tụi bay đến mà tụi bay phá như thế này là chúng mày là những cái chuyện người vui, những cái chuyện phá hoại cộng phá hoại những cái vấn đề bàn tranh cử của chúng ta ở đây. Cái đó là những cái chúng tôi cần phải lên tiếng. Cảm ơn tất cả. Kính thưa quý đồng hương, tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân, đang tranh cử vào chức vụ thị trưởng Garden Grove. Vấn đề chi phiếu trong cuộc bầu cử này sẽ rất là nghiêm trọng và cộng đồng có thể mất cơ hội có tiếng nói trong chức vụ quan trọng này trong khu vực Little Saigon. Kính mong quý đồng hương hãy chọn người có nhiều thành tích nhất, lâu năm nhất và xứng đáng nhất để đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của cộng đồng. Hãy chọn Lân Nguyễn For Mayor. Thông báo này được bảo trợ bởi Lân Nguyễn For Mayor 2024. Xin giới thiệu đến quý vị trung tâm nha khoa Smile Again Dental Center, vừa được tân trang rộng rãi hơn, là nơi được sự tin tưởng của quý đồng hương trong suốt thời gian qua. Với phòng lab hiện đại làm răng ngay tại chỗ, đội ngũ nha sĩ là giảng viên tại các đại học danh tiếng, Smile Again chuyên về cấy răng implant, răng sứ thẩm mỹ, niềng răng, nha khoa tổng quát, đặc biệt implant toàn hàm All-on-4, All-on-6, nhận các loại bảo hiểm VPO, Medical, Activa, Levercare có giá ưu đãi và tham khảo miễn phí cho quý vị không có bảo hiểm. Smile Again Dental Center, địa điểm duy nhất ngay góc đường Magnolia và Harvard. Điện thoại 714-248-9883, 714-248-9883.